Do cháy rừng đang lan rộng ở miền Bắc California, gần 200.000 ngôi nhà và cơ sở thương mại bị cúp điện vào sáng sớm thứ Năm, 24 tháng 10. Tại Sonoma County, cháy rừng bùng phát tối thứ Tư. Đến sáng thứ Năm, đám cháy đã lan ra 10.000 acre. Cảnh sát trưởng Sonoma County phải ra lệnh di tản bắt buộc ở thị trấn Geyserville. Thị trấn này có dân số gần 900 người. Sonoma County nằm cách San Francisco 65 dặm về phía Bắc. Đây là vùng sản xuất rượu vang thu hút nhiều du khách. Các giới chức cho hay, trước nửa đêm, một số cộng đồng phải công bố lệnh di tản vì gió mạnh làm lửa lan nhanh đến các thị trấn du lịch như Healdsburg. Công ty điện lực đã phá sản Pacific Gas and Electric, gọi tắt là PG&E, phải ngưng cấp điện ở hơn một chục quận hạt tại Bắc California nhằm đề phòng cháy rừng. Theo công ty, đó là vì gió khô, nóng có thể làm đứt dây điện rồi khiến cây cối, rau quả khô bốc cháy. Nếu thực sự cúp điện có thể giúp người dân khỏi mất nhà cửa hoặc sinh mạng, thì tôi hoàn toàn ủng hộ. Chỉ mất điện một chút, không sao. Ông Mark Sharp từng bị thiệt hại. Nhà ông bị thiêu rụi trong vụ cháy rừng trước. Nhưng có người thì vẫn hoài nghi chuyện cúp điện, chẳng hạn như ông Dennis Thomas, chủ tiệm thuốc tây ở Placerville. Chúng tôi phải thay đổi mọi thứ để bảo đảm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ông Thomas cũng từng trải qua chuyện cúp điện. Hồi đầu tháng 10, PG&E ngưng cấp điện cho hơn 730.000 ngôi nhà và công ty ở Bắc California để giảm nguy cơ cháy rừng. Trời ơi, phiền phức quá. PG&E thông báo có thể sẽ cắt điện thêm nhiều nơi. Công ty điện lực Southern California Edison cũng đang cân nhắc cắt điện. Nếu như vậy, hơn nửa triệu ngôi nhà và cơ sở thương mại ở California sẽ bị ảnh hưởng. Đài CNN đưa tin, sáng thứ Năm, Thống đốc California Gavin Newsom gửi thư đến cả ba công ty là PG&E, Edison International, tức là công ty mẹ của Southern California Edison, và San Diego Gas and Electric để phê bình họ đã không tuân thủ hợp đồng ký với giới chức California về việc cắt điện. Theo ông Newsom, ba công ty này đã không làm theo những điều khoản mà họ đã thỏa thuận với văn phòng thống đốc đặc trách tình trạng khẩn trương và cháy rừng, chẳng hạn như phải thông báo cho giới chức tình trạng khẩn trương tiểu bang cũng như địa phương về kế hoạch cắt điện ít nhất trước 72 tiếng đồng hồ và chỉ cắt điện khi không còn cách nào khác. Hồi đầu tháng 5, các nhà điều tra của tiểu bang xác định rằng đường dây tải điện của PG&E đã gây ra vụ cháy rừng làm thiệt mạng nhiều người nhất và gây thiệt hại nặng nề nhất ở California. PG&E nộp đơn xin phá sản hồi tháng Giêng với lý do là họ có nguy cơ phải bồi thường hơn 30 tỷ đô la cho thiệt hại từ vụ cháy rừng.